nhưng tôi không thể sống thiếu thói quen xa xỉ này bà ấy hiểu rõ rằng một môi trường sống cao cấp thực sự là một khoản đầu tư chứ không hề là một món chi tiêu hoang phí hãy thường xuyên xem lại môi trường sống của chính bạn suy nghĩ của bạn được định hình bởi những con người bạn giao du bởi những quyển sách bạn đọc bởi những câu chữ bạn nói và môi trường vật chất xung quanh liệu bạn có đang dành thời gian làm việc với những con người có ảnh hưởng tiêu cực không nếu có họ sẽ khiến bạn cũng trở nên tiêu cực bi quan và ích kỷ liệu bạn có đang xem các chương trình truyền hình bạo lực hay các đoạn phim phô bổ tại nhà không nếu có thì tâm trí bạn sẽ trở nên bất an và bạo động và liệu phòng làm việc của bạn đã chứa chan ánh sáng màu sắc và nhiều cảm hứng chưa trong những tuần tới bạn hãy dần dần nâng cấp môi trường sống và làm việc của mình thành một nơi tốt đẹp hơn bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra nhiều tiến bộ đáng kể trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. Chương 53: Tản bộ trong rừng. Bạn sẽ không bao giờ sai lầm khi dành thời gian tận hưởng thiên nhiên. Việc đi tản bộ trong rừng có điều gì đó rất đặc biệt. Bạn sẽ cảm thấy những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, một sự tĩnh tâm sâu sắc sẽ lan tỏa khắp cơ thể bạn và sức sáng tạo sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong. Như họa sĩ, kiến trúc sư lỗi lạc, Leonardo da Vinci từng nói, qua cửa sổ đôi mắt, linh hồn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời. Ai lại tin nổi rằng, chỉ một cảnh quan nhỏ bé của thiên nhiên cũng có thể chứa đựng bao hình ảnh của vũ trụ. Thời điểm ưa thích của tôi trong năm là mùa thu. Những chiếc lá trên cảnh cây phản chiếu màu sắc rực rỡ của mùa thu và đó là thời điểm hoàn hảo cho những chuyến tản bộ dài trong rừng tạm biệt những ngộ nào của chốn đô thị tôi cảm nhận được những giá trị thân thương nhất của tôi trở nên càng rõ ràng hơn tôi có thể chiêm nghiệm một số trong những câu hỏi lớn của cuộc đời những câu hỏi mà dường như sẽ chẳng bao giờ tôi tìm ra câu trả lời giữa những bộn bề đời thường của cuộc sống hàng ngày tôi có thể dừng chân bên một con suối nhỏ và thư giãn trên một tảng đá phủ đầy rêu hoặc hít hà mùi hương hoa dại mà chỉ những ai từng tản bộ trong rừng mới thực sự trải nghiệm khi bước ra từ ốc đảo thiên nhiên này cũng là lúc tôi đã thành một con người mới tôi tỉnh táo hơn tràn đầy sinh lực hơn và tự cảm thấy mình sống động hơn rất nhiều truyền thống thông thái vĩ đại cũng từng nhấn mạnh sức mạnh phục hồi nhờ việc tản bộ trong rừng phương pháp rèn luyện mang lại sức sống này luôn tạo ra vô vàn những kết quả tuyệt vời Chương 54: Tìm một huấn luyện viên. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao trình độ cá nhân và trình độ chuyên môn và nâng lên một đẳng cấp mới là tìm kiếm một cố vấn để huấn luyện bạn.